Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen Và bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Bà chủ cực phẩm của tôi Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh Để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Hình như Phương Thanh Di có hơi xoa sự một lúc rồi khép máy tính lại đứng ra bên cạnh lâm húc xương lâm húc xương ngạc nhiên nhìn phương thanh di một chút sau đó xác nhận hỏi cô giúp tôi ư nói nhiều lời vô dụng làm gì cậu nằm sấp xuống là được rồi phương thanh di tăng thêm ngữ khí vậy thì tốt công kính không bằng tuân lệnh lâm húc xương đang muốn có người giúp mình nên đương nhiên sẽ nằm sấp trên ghế sofa phương thành di lấy khăn lông từ vai người đàn ông này làm nóng lại, xong thì đắp lên eo anh. Lâm Húc Dương lập tức phát ra tiếng kêu thoải mái. Giờ như cảm thấy cơ thể vẫn có chút uể oải, hoặc có lẽ do nằm sấp nhàm chán, nên Lâm Húc Dương khẽ hỏi. Cô có thể đấm bóp giúp tôi được không? Cậu đừng có được voi đòi tiên. Đáp lại là giọng nói lạnh lùng của Phương Thanh Di. Si. Tôi chỉ hỏi một chút thôi, cũng đâu có bắt cô nhất định phải làm. Chỉ là vai và lưng tôi rất đau mà thôi lâm húc dương vội vàng giải thích vốn cho rằng phương thanh di sẽ không giúp nhưng không ngờ lát sau lại có một đôi tay hơi ẩm ướt ấn lên vai anh có phải chỗ này không phương thanh di tức giận hỏi đúng 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 chính là chỗ đó ấn mạnh một chút lâm húc dương mừng thầm trong lòng vội gật đầu sau đó cảm nhận được ngón tay phương thanh di ấn mạnh hơn người đàn ông cũng thoải mái phương thanh di ấn lên vai cơ bắp của lâm húc dương ấn được một lúc không biết vì sao mặt lại đỏ lên, cô nhìn cơ thể người đàn ông, ánh mắt lóe lên. Có thể ấn dọc theo xương sống được không? Mạnh một chút. Lâm Húc Dương dè dặt yêu cầu. Tốt nhất cậu đừng có yêu cầu quá nhiều. Quả nhiên đáp lại anh vẫn là giọng nói lạnh băng của Phương Thanh Di. Si. Có điều dường như cảm thấy mình có phần hiểu người phụ nữ này, Lâm Húc Dương không nhiều lời nữa, chỉ im lặng nằm đó, đến khi cảm nhận được Người phụ nữ này ấn lên xương sống như mình yêu cầu, khóe miệng Lâm Húc Dương nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Lâm Húc Dương được hưởng thụ cảm giác người đẹp xoa bóp. Ngài nói một số chỗ mất vài trăm mới được hưởng thụ, có điều anh vẫn chưa đi bao giờ. Lâm Húc Dương có thể cảm nhận được ngón tay Phương Thanh Di xoa bóp trên lưng mình. Mặc dù lực không lớn, nhưng cũng đủ để cả thể xác và tinh thần anh đều thoải mái lạ kỳ. Hai, khan lạnh rồi. Lâm Húc Dương nhắc nhở, lần này Phương Thanh Di cũng lời nói, trực tiếp đổi khăn nóng một lần nữa rồi đắp lên eo anh. Có lẽ là vì nước quá nóng, đột nhiên đắp khăn nóng hầm hập lên, khiến Lâm Húc Dương hít vào một ngụm khí lạnh. "Giống đàn ông một chút, chịu đựng đi, khăn nóng mới có hiệu quả tốt." Nhìn dáng vẻ của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di cao mày nói, "Tôi biết, nhưng chườm nóng không có nghĩa là để cho da tôi bị bỏng." Lâm Húc Dương vội phản bác, có điều, sau khi thức ứng được một lát, cảm giác nóng rát sau lưng đã tạm biến rất nhiều. Anh tiếp tục ngoan hoãn, nằm sấp trên ghế sofa, chờ Phương Thanh Di xoa bóp. Không biết, có phải vì xoa bóp tiêu hao thể lực không, mà hô hấp của Phương Thanh Di có chút nhanh hơn. Khi xoa bóp lưng cho Lâm Húc xương, lực trên ngón tay cô dần trở nên có cảm giác như vuốt ve. Lâm Húc xương nằm sấp có phần nhàm chán, nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi chân thon dài, của người phụ nữ đứng bên cạnh. Phương Thanh Di mặc đồ ngủ, cặp đùi trắng nõn thon dài lộ ra ngoài. Từ góc độ của Lâm Húc Dương, dường như nhìn thấy cảnh sắc như ẩn như hiện giữa hai chân. Chỉ là vạt áo đã che đi phần lớn cảnh tượng. Càng Cả như vậy, càng trêu chọc làm người khác kích động. Lâm Húc Dương nhìn ngơ ngác, như đang nhớ lại cảnh nhìn trộm khi massage cho người phụ nữ này ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Lâm Húc Dương cảm thấy tư thế nằm sắp này của mình có chút mất tự nhiên. Có một chỗ trên người anh đã cứng lên, khiến anh không thoải mái. Dường như để xoa bóp cho lấm hút xương tốt hơn, nên phương thành gì dịch sang một bước. Mùi hương ô lan bay vào khoang mũi lấm hút xương. Hương thơm này giống như một vị thuốc nào đó, khiến cơ thể người đàn ông trở nên nóng gian. Nhìn lại, đôi chân thon dài trắng nõn đã gần ngay trước mặt. Chỉ cần ngước mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy cảnh sắc như ẩn như hiện dưới vạt áo cảm nhận sự xoa bóp dịu dàng, mềm nhẹ như cây cỏ phía sau, hô hấp lâm húc dương trở nên nóng bỏng. Mà xôi quỳ khiến, lâm múc dương đột nhiên đưa tay, vớt vẻ bắp chân mảnh khảnh ấy. Phương Thành Di vốn đang có phần mê mẩn xoa bóp cơ bắp của người đàn ông trước mắt, đột nhiên cảm nhận được bắp chân mình bị nắm chặt khiến toàn thân cô run rẩy. Cô vừa định quát lớn, lại đè nén trong cổ họng không có lý do. Phương Thanh Di cắn môi, mặc dù vẫn đang xoa bóp cho Lâm Húc Dương, nhưng đã có phần đứng núi này trông núi nọ. Lâm Húc Dương vừa sờ vào bắp chân Phương Thanh Di thì có chút hối hận. Trong mắt anh, người phụ nữ này trực tiếp đá anh đi mới là phản ứng bình thường nhất. Thế nhưng, không ngờ Phương Thanh Di lại ngừa ngác bất động, hai tay vẫn đang xoa bóp cho anh. Điều này khiến Lâm Húc Dương to gan hơn một chút, nghĩ đến mọi chuyện lúc trước. Anh bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, tìm tỏi bắp chân trắng như bạch ngọc này lấm Húc giường rất dịu dàng giống như đang vứt về bảo bối mình yêu thích phương thanh di ấn rất nhẹ giống như đang cảm nhận hương vị của một người đàn ông trong lòng hai người có vẻ đều có cảm giác như mèo cào lá gan lấm Húc giường lớn hơn nữa một tay chậm rãi sờ lên trên qua đầu gối rồi sờ tới làn da trên đùi rõ ràng cơ thể phương thanh di rung động một chút giống như có phần đứng không vững người phụ nữ này không từ chối khiến Lâm Húc Dương càng lớn mật. Trong lòng anh có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hình ảnh trước kia xoa bóp cho người phụ nữ này rồi hưởng thụ cảm giác được người phụ nữ này phục vụ không ngừng hiện lên trong đầu. Lâm Húc Dương có ý kích động muốn bổ nhào vào cô. Lâm Húc Dương tiếp tục thăm dò lên trên, nhưng tiến lên nữa là sẽ tiếp xúc tới khu vực cấm. Anh có chút lo lắng, nghiêng đầu nhìn Phương Thanh Di, phát hiện trong mắt người phụ nữ này có một chút mê mị. Phương Thanh Di không nhìn anh, người phụ nữ này biểu hiện có chút kiềm chế nhưng ánh mắt lại dừng trên tấm lưng để trần của người đàn ông im lặng có lẽ chính là ngầm đồng ý điều này đã cho lâm húc dương dũng khí người phụ nữ trước mắt là đối tượng biết bao đàn ông mơ ước anh cũng rất muốn có được cô có lẽ nếu không phải hôm đó cô có tình cảm đặc biệt thì chắc phương thành gì đã là người phụ nữ của anh rồi răng nghiến chặt tay lâm húc dương lại một lần nữa thăm dò lên trên anh có thể cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt cô. Nhiệt độ cơ thể Phương Thanh Di tăng lên, dường như muốn nói với Lâm Húc Dương, mình khao khát thân thể anh. Nhẹ nhàng vân về vài lần, cơ thể Phương Thanh Di liền mềm nhũn, trực tiếp nằm sấp trên lưng Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương cảm nhận được hai đồi núi mềm mại đè ép, xúc động trong lòng lại càng bộc phát ngay lúc này. Anh quay ngửa lại để Phương Thanh Di nằm trước mặt mình, đập vào mắt là khe rãnh bị đè ép mà lộ ra, trắng nõn, thâm thúy, mê người. Phương Thanh Di thở hồn hển, phà vào ngực người đàn ông, nhưng không dám nhìn vào mắt Lâm Húc xương Lòng Lâm Húc rơi chấn động, một tay sờ lên toàn bộ đùi cô, đồng thời chuẩn bị ngao xù nơi vành lên ngạo nghễ phía sau người phụ nữ. Phương Thanh Di đè lên người Lâm Húc xương cô có thể cảm giác được phần eo có một chỗ cứng rắn đâm vào cô, điều này khiến cho mặt cô càng đỏ hơn bản thân mình chỉ muốn chầm nóng giúp cậu ta, sao lại biến thành như vậy cơ chứ? Phương Thanh Di tự hỏi ngược lại trong đầu mình, nhưng lại bị cảm giác lồng húc dương chạm vào khiến cô có chút không nỡ. Cơ thể như cảm phát ra một loại tín hiệu khao khát vào trong đầu óc cô. Không được, tiếp tục như vậy thì không được đâu. Phương Thành Di gào thét trong đầu, bỗng nhiên cơ thể cô khẽ run rẩy. Người phụ nữ này cảm giác được bàn tay của người đàn ông bên dưới đã mò tới tấm lưng mượt mà của mình. Không được, không thể để cho anh ta được vòi đòi tiền nữa Phương Thanh Di khẽ càng răng Cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại vài phần Sau khi nhắm mạnh hai mắt lại Lúc mở ra Trong mắt đã có vẻ tỉnh táo hơn nhiều Lấm hút giường không ngờ Mình còn có thể cảm nhận sự tỉ mỉ tốt đẹp Của Phương Thanh Di Sự đàn hồ trong tay Khiến anh không kìm được mà xoa nắn thêm mấy lần Trong lúc anh đang đợi Tiếp tục đánh chiếm một trận địa Thì giọng nói lạnh lùng của Phương Thanh Di vang lên nếu bây giờ cậu thụ tay lại thì tôi sẽ coi như chuyện đêm nay là ngoài ý muốn giọng nói của phương thanh di lạnh lùng giống như một chậu nước lạnh dội lên cái đầu đang nắng bốc hơi của lâm húc xương khiến người đàn ông này lập tức tỉnh táo lại một chút vốn dĩ còn định ra tay vuốt ve tiếp giờ chỉ có thể ngượng ngùng lấy ra sau đó cảm thấy xấu hổ khi nhìn phương thanh di lâm húc dương không có hành động tiến thêm bước nữa khiến phương thanh di thở phào nhẹ nhõm thế nhưng trong lòng lại có chút thất vọng có điều cô giấu rất tốt đứng dậy sửa soạn quần áo có chút sọc sạch của mình rồi khôi phục biểu cảm lạnh lùng xin lỗi chuyện đó lâm húc giường lúng túng muốn giải thích chuyện còn lại tự cậu làm đi thời gian không còn sớm nữa tôi muốn đi nghỉ ngơi phương thanh di bỏ lại những lời này rồi trở về phòng lâm húc giường hơi sững sờ nhìn phương thanh di rời đi sau đó ngồi xuống tự mình dụi đôi mắt hơi đỏ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sau khi hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, anh đứng lên thay một chậu nước nóng, bắt đầu chườm nóng cho tứ chi đau nhức của mình. Tỉnh dậy, cảm giác tứ chi của mình cứng nhắc, lấm hút dương nhíu mày một cái. Trong lòng anh hiểu rõ, có lẽ bản thân mình thực sự không thích hợp với công việc khổ cực này. Thời gian thâm thoát đã đến chưa quả nhiên Phương Thanh Di không còn ở trong phòng. Đi tới phòng khách, phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Bữa sáng nấu hơi nhiều, đồ thừa ở trong nồi, muốn ăn thì ăn. Lâm Húc Dương nhìn bút tích thanh tú này rồi khẽ cười đi vào trong phòng bếp. Quả nhiên nồi cơm điện vẫn còn giữ được độ ấm. Mở ra nhìn vào bên trong thì không biết cháo nấu từ thứ gì. Bên cạnh nồi cơm điện còn để một bát dương muối. Người phụ nữ này rõ ràng là người vô cùng tốt mà cứ ra vẻ hung dữ. Lâm Húc Dương không khỏi bóc mẽ một câu. Vừa lúc bụng cũng đang đói. Cháo múc ra từ nồi cơm điện không nhiều vừa vặn mô tô, hợp để ăn luôn cả bữa sáng và bữa trưa. Trong lúc rảnh rỗi sau khi ăn xong, có lẽ cũng dự liệu được khả năng bản thân mình không làm khuôn vác được lâu dài. Lâm Húc Dương muốn đi dạo xem có công việc gì thích hợp hơn không. Lúc ra đến cửa, người đi đường rõ ràng đã nhiều hơn vì lúc này đã là giờ tan tầm ban trưa. Vừa lúc gần khu nhà của Phương Thanh Di có một trường học. Khi Lâm Húc Dương đi tới ngay cổng trường, có vài người bán hàng xong trên xe ba bánh họ đang bán khoai tây, mì lạnh gì gì đó cho học sinh. Trong lòng khẽ dao động rồi đi tới, quan sát cẩn thận, xung quanh dăm ba chiếc xe ba bánh đều có học sinh quây quần. Chủ sạp đang bận rộn cầm một cái chậu lớn, một tay không ngừng trộn thức ăn trong đó. Chuẩn bị đưa cho học sinh thứ chúng mong muốn. Lâm Húc Dương cho một điều thuốc rồi ngồi xuống chỗ cách đó không xa, lòng thì thầm đếm số lượng học sinh đến mua. Hút xong một điều thuốc lá, Lâm Húc Dương tính toán về cơ bản, chỉ trong 5 phút, mỗi một sạp hàng quanh đây đều bán được khoảng 5 đến 10 món. Hơn nữa, còn rất nhiều học sinh xung quanh vẫn chờ để mua. Suy nghĩ trong lòng dao động, lấm hục dương tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi học sinh đã đi được kha khá, vài người bán hàng xong nở nụ cười rồi bắt đầu sắp xếp số tiền lẻ của mình. Anh mới đi đến trước mặt một người bán hàng rong nói Ông chủ, cho một bát khoai tây Bao nhiêu tiền? Vâng, 5 đồng một bát Có thêm ớt không? ông chủ khẽ cười rồi lấy ra một cái bát giấy trắng bắt đầu chuẩn bị cứ làm như bình thường đi ông chủ buôn bán ở cửa trường học tốt nhỉ lâm húc dương đưa một điếu thuốc ra cười hỏi cũng không tệ lắm cũng chỉ có lúc tan học mới nhiều người thôi vào thời gian khác thì bình thường thấy lâm húc dương cho điếu thuốc lá ông chủ mau chóng lau tay lên trên tạp xe làm bếp của mình rồi nhận lấy sau đó mới tiếp tục trộn khoai tây không lâu sau một bát khoai tây trộn được đưa đến tay của lâm húc dương Lâm Húc Dương cầm cây tăm bằng trúc xiên một miếng bỏ vào trong miệng sau khi nếm thử thì vừa cười vừa nói mùi vị không tệ thảo nào ông chủ như anh buôn bán tốt như vậy tạm được mà thôi mỗi ngày cũng có thể bán được ít được người khác khen ngợi đương nhiên ông chủ cũng vui vẻ thế tạm thời không phải bán nữa nên cầm lấy điếu thuốc của Lâm Húc Dương ra hút đồng thời nhìn thấy Lâm Húc Dương như không có ý rời đi bèn lấy một chiếc ghế cho anh ông chủ một ngày anh có thể bán được bao nhiêu bát thế lấm húc dương hỏi lúc làm ăn khá thì bốn năm trăm mà thôi vận mày không tốt thì cũng chỉ có hơn mười bát buôn bán nhỏ lẻ mà ông chủ tùy ý trả lời vậy không tệ nhỉ so với chúng tôi đi làm việc nặng thì tốt hơn nhiều anh giữ chỗ này mất bao nhiêu thế lấm húc dương tiếp tục hỏi sao thế lẽ nào chàng trai cậu cũng muốn bán khoai tây ư ông chủ cảnh giác hỏi lại không phải cũng chỉ hỏi chơi chút thôi Tôi đang đợi bạn ở bên kia tan ca Còn người của tôi thích nói chuyện phía ấy mà Lâm Húc Dương tìm cho mình một cái cớ À, đồ đạc cũng không đắt lắm Chỉ là phải thay đổi bao bì một chút Bình thường lúc bán Phải chạy xung quanh Cũng chỉ có lúc học sinh tan học mới đến đây bán Bây giờ buồn bán khó khăn Cạnh tranh cũng nhiều đấy Ông chủ hút thuốc Nhìn mấy người bán hàng xong khác Đúng vậy, buồn bán khó khăn Ông chủ gói thêm cho tôi bát mì lạnh Lâm Húc Dương ăn xong khoai tây rồi lấy ra thêm 5 đồng, đồng thời cố gắng nhìn kỹ một vài nguyên liệu nấu ăn mà ông chủ chuẩn bị, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lấy được tin tức mình muốn, Lâm Húc Dương mang theo mì lạnh đã gói đi ra chỗ khác, đồng thời âm thầm tính toán trong lòng lợi nhuận một ngày của cái sạp hàng rong nhỏ. Một hộp khoai tây bán 5 đồng, một bát mì lạnh cũng là 5 đồng. Làm ăn khá thì 300 bát cũng đã được 500 đồng rồi. Chi phí cần bao nhiêu nhỉ? Hình như bây giờ ở chợ thức ăn, một cân khoai tây giá 2 đồng nhỉ. Nếu như bán buôn thì hẳn là còn rẻ hơn. Như vậy, chẳng phải lợi nhuận một ngày nếu buôn bán tốt cũng được mấy trăm rồi ư. Việc này còn nhẹ nhàng hơn cả là mồi bán ấy chứ. Lâm Húc Dương có hơi động lòng, người khác bán được, chẳng lẽ mình không bán được. Việc này vừa không đòi hỏi kỹ thuật gì cả, vừa không cần mặt tiền cửa hàng, ngay cả thứ để chứng minh gì cũng không có, chỉ cần có hứng muốn làm thì làm thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Mốc Dương đi vào chợ bán thức ăn gần đó, mua mấy cân khoai tây và mì nguội về, dự định tự mình thực hành một phép. Phương Thành Di tàn làm, đi qua một trung tâm môi giới mua nhà, nhìn thấy chữ cho thuê, cô thoáng dừng lại một lát, khẽ cao mày, dường như đang suy nghĩ tới điều gì, sau đó lại lái xe tới. Về tới nhà của mình, vừa mở cửa, Phương Thành Di đã ngửi thấy một mùi thơm của sấm, cô thấy lạ liền đi vào bếp. Lúc này vừa hay Lâm Húc Dương đang bê một bát đồ ăn đi ra Cô về rồi à Đúng lúc lắm Nếm thử xem mùi vị thế nào Lâm Húc Dương ân cần đưa khoai tây trộn tới trước mặt Phương Thanh Di Phương Thanh Di thấy lạ Nhìn Lâm Húc Dương Thay giải xong thì tới sofa ngồi Lâm Húc Dương cũng bê khoai tây qua đó Nhìn Phương Thanh Di với vẻ chờ mong Sao thế Đột nhiên lại muốn nấu ăn Lại đang lên kế hoạch gì à Phương Thanh Di cảnh giác hỏi Xem cô nói kìa Tôi nấu ăn là đang lên kế hoạch ư? Nấu nướng cũng được coi là sở thích của tôi. Nếm thử tay ngay đi. Lâm Húc Dương cười giải thích. Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương với vẻ nửa tin nửa ngờ. Sau đó ánh mắt dừng trên khoai tây trộn. Tỉ mỉ nhìn thứ trong bát khoai tây giống như có thể phát hiện ra manh mối gì. Cô đang nhìn gì đó? Ồ, lẽ nào cô sợ tôi bỏ độc vào khoai tây ư? Lâm Húc Dương bĩu môi, có chút không vui sau đó dùng tay nhúp hai miếng cho vào miệng mình trước mặt Phương Thanh Di. Si. Lúc nếm hương vị thì thoảng còn gật đầu, đồng thời mút ngón tay mình, nhìn có vẻ rất hài lòng. Nhìn đi, không có độc, nếu có thì tôi tự tử cùng cô. Nuốt thứ trong miệng xuống, Lâm múc dương nhún vai nói. Ai tự tử cùng chứ? Cậu không lấy đũa ra thì tôi ăn thế nào? Phương Thanh Di si lườm anh một cái, rồi tức giận nói. Ồ ồ, chờ một chút, có ngay đây lâm múc giường nói xong thì chạy vào bếp như một làn khói lấy ra một đôi đũa phương thanh di cầm đũa khởi bới cẩn thận trong bát rồi gắp một miếng khoai tây to chừng nửa ngón tay út vào miệng dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của cô như đang thật sự thử độc khoai tây vừa vào miệng phương thanh di vẫn trao mày sau khi nhai hai lần thì trong mắt cô hiện lên vẻ vui mừng đôi lông mày lá liễu cũng giãn ra lần này không còn bới móc chọn lựa gì nữa phương thanh di trực tiếp gắp một miếng khoai tây to cho vào miệng. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Lâm Húc Dương thấy Phương Thanh Di ăn say sưa ngon lành, trong lòng cũng đắc ý. Đúng thế, nếu thêm chút giấm nữa thì tuyệt, tôi thích chua thêm nữa. Cậu nghĩ gì mà lại làm khoai tây vậy? Phương Thanh Di vừa ăn vừa ngạc nhiên nhìn Lâm Húc Dương. Thấy Phương Thanh Di nhanh chóng ăn hết hơn nửa bát, Lâm Húc Dương bỗng nghiêm mặt nói. Nói thật với cô, thật ra trong khoai tây có độc, Nghe thấy câu này, Phương Thanh Di sững sờ cả người. Một miếng khoai tây đang được đưa vào trong miệng, dừng lại giữa chừng, không biết nên ăn tiếp hay dừng lại. Có điều chỉ do dự chốc lát, Phương Thanh Di tiếp tục ăn nốt miếng khoai tây đó. Này, cô không lo lắng tôi bỏ độc sao? Đã nói với cô là tôi bỏ độc rồi mà cô vẫn dám ăn tiếp ư? Lâm Húc Dương ngạc nhiên hỏi. Cũng chỉ có cậu mới không có đầu óc như vậy. Hơn nữa tôi thấy cậu cũng không có lá gan này đâu. Và lại tôi đã ăn một nửa rồi Dù sao cũng trúng độc Mùi vị không tệ Không bằng tôi cứ ăn tiếp Nếu cậu thực sự có gan hạ độc Thì coi như tôi xuống địa ngục thôi Phương Thành Di không để ý nói Nghe thấy câu này Lâm múc Giờ nhíu mày Nói anh không có đầu óc Nhát gan thì thôi đi Hình như ẩn ý đằng sau câu nói kia rất lớn Chẳng lẽ mình thật sự bỏ độc Thì cô cũng không để ý Hay là đang ám chỉ điều gì Trở lại chuyện chính sau khi ăn gần hết, Phương Thanh Di quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mặt rồi trịnh trọng hỏi. Có phải cậu có ý định đi bán khoai tây trộn không? Nghe thấy câu hỏi này, hai mắt lâm múc giường mở to, không tin được hỏi. Sao cô biết? Tôi không biết. Có điều nhìn về mặt cậu bây giờ thì tôi biết mình đoán không sai rồi. Phương Thanh Di dừng lại một chút rồi nói tiếp. Khi tôi vào nhà, thấy ở cửa có một túi rác. Trong đó có rất nhiều khoai tây thái lát. Sau khi vào bếp thì thấy cũng có rất nhiều vỏ khoai tây. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một bát mì lạnh. Nếu như cậu chỉ ngứa ngày nấu nướng thôi, làm một phần thử mùi vị là được rồi. Nhưng cậu lại làm rất nhiều phần. Tôi thấy có hai suy nghĩ. Phương Thành gì nào xong thì tự tì nhìn Lâm Húc xương Ồ, hai cái nào? Lâm Húc xương nhíu mày hỏi. Một là lấy lòng thôi. Hai là cậu muốn làm việc gì đó liên quan đến việc này. Phương Thành Di trả lời chắc chắn. Ok, cô đoán đúng rồi đấy. Đúng là tôi có ý này. Ở đây tôi không quen ai, cũng chỉ có thể lấy cô làm người thử nghiệm thôi. Lâm Húc Dương xòe hai tay. Lấy tôi làm thử nghiệm ư? Phương Thành Di lập tức nâng cao giọng. Không không, lỡ lời lỡ lời. Ý tôi là sau khi tôi làm xong, khiến bản thân hài lòng, thì mời cô nếm thử giám định một chút, xem xem có thể mang bán được không? Lâm Húc Dương vội vàng sửa lại. Phương Thành Di nghe vậy thì biểu môi. Sau đó nói tiếp. Mùi vị cũng tương đối rồi, cậu thật sự định từ bỏ ngày vận chuyển sang làm ông chủ sạp hàng ra mà. Lâm Húc Dương do so dự một chút rồi đáp, "Đây chỉ là một suy nghĩ thôi, hôm nay tôi ra ngoài xem có việc gì thích hợp hơn không, thì thấy một sạp hàng làm ăn rất tốt, cô cũng đừng coi thường, khi buôn bán tốt, lợi nhuận một ngày cũng không ít hơn dân trí thức đâu." Cậu cũng nói là khi buôn bán tốt, vậy khi buôn bán không tốt thì sao? Hơn nữa vấn đề vệ sinh của sạp hàng rong và cả những vấn đề khác cậu xử lý như thế nào Phương Thành Di nghiêm túc hỏi Vấn đề này tôi vẫn chưa nghĩ ra có điều nhất định sẽ có cách vượt qua mà Lâm múc Dường tập vẻ lưu manh là mình không suy nghĩ nhiều như vậy Được rồi chờ cậu nghĩ ra thì hãy nói tiếp tôi đã nói có thể sắp xếp cho cậu một công việc có thể diện thì cậu lại không chịu Hiển nhiên Phương Thành Di không muốn để tâm quá nhiều vào chuyện vẫn chưa chắc chắn này Công việc của tôi là để kiếm tiền Thể diện có tác dụng gì Vất vả một chút nhưng kiếm ra tiền là được rồi Ở công ty cô chơi bời lêu lồng Quanh năm suốt tháng không kiếm được tiền Giống như cô nói Ngày nào năm nào mới có thể trả được tiền cho cô Hơn nữa có thể người khác sẽ cho là tôi được cô bao nuôi Lâm Húc Dương thẳng thừng từ chối Hay Tôi thấy con người cậu sao lại khó bảo thế chứ Ngay cả công việc gì cậu cũng không hỏi Mà đã nói là chơi bời lêu lồng Cậu thích làm vận chuyển như thế Công ty tôi cũng cần vận chuyển mà Hơn nữa vệ sinh sạch sẽ đỡ hơn xi si măng nhiều Sao cậu không đến Giọng Phương Thành Di đã có chút kích động Không muốn Tính tình của tôi tôi tự biết Tôi cũng không muốn đi làm Mà còn phải nhìn sắc mặt cô để làm việc Lâm Húc Dương vẫn từ chối Được 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 tuổi cậu vậy Lời của Lâm Húc Dương Khiến Phương Thành Di cực kỳ phiền muộn Im lặng một lúc rồi nhìn người đàn ông trước mặt Với vẻ nghiêm túc nói Mấy ngày này cậu không gặp phiền phức gì chứ? Tôi có tin tức nói rằng có thể Đặng Hạo sẽ đối phó với cậu. Nghe thấy lời Phương Thanh Di, si, Lâm Húc Dương cao mày, sau đó xoay người vào bếp, bưng bát mì lạnh đã chuẩn bị lúc trước ra. Nếm thử đi, xem xem mùi vị của mì lạnh này thế nào. Không mua được rong biển sợi thích hợp nên tôi đã thay bằng da đỗ. Dường như Lâm Húc Dương cũng không để tâm tới câu nói lúc trước. Cậu không sao chứ? Đặng Hạo muốn trừng trị cậu mà cậu vẫn có thể bình tĩnh vậy ư? Phương Thanh Di nghi ngờ hỏi, Lâm hút Dương xoay cổ rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Thanh Di, anh gầy gầy miếng băng sán vẫn chưa bóc trên vết thương lần trước ra rồi từ từ đáp. Đặng Hạo muốn trừng trị tôi, tôi có thể làm gì? Lẽ nào bây giờ cầm dao đi liều mạng với ông ta? À? Hơn nữa, cô cũng chỉ nghe nói thôi, ông ta vẫn chưa thật sự ra tay. Vậy nếu như ông ta thật sự tới gây phiền phức cho cậu thì sao? Còn người Đặng Hạo có thủ sẽ báo, nếu tôi đã nghe thấy tin tức thì cậu đã rất nguy hiểm rồi. Phương Thành Di căng thẳng truy hỏi. Thật sự tớ gây phiền phức cho tôi ư? Vậy chỉ có cầu trời phù hộ, tôi không chết hoặc là cô có con đường nào giúp tôi mua vài tờ bảo hiểm đi. Ừ, người được lời là cô đó. Nếu tôi chết thật thì cô nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Hẳn là đủ trả số tiền tôi vay cô. Nếu còn thừa nhiều thì phiền cô chuyển cho bố mẹ tôi. Nếu cô có lòng thì sau này giúp tôi chú ý tới họ một chút là được. Thái độ khi Lâm Húc Dương nói lời này rất tùy ý, nhưng nghe thế nào cũng có cảm giác đang bàn giao hậu sự. Cậu đừng đắn một chút đi, cậu cũng không là gì của tôi, sao tôi phải chăm sóc bố mẹ cậu thay cậu chứ? Chuyện của mình thì tự lo đi. Phương Thành Di lập tức cao mày đáp trả, cho mắt lóe lên sự bực bội, cô nói tiếp. Có lẽ cậu đã coi chuyện này quá mức nghiêm trọng rồi. Ông ta muốn báo thù, chưa chắc đã muốn mạng cậu. Nếu cậu thực sự đèn đùi gặp phải, thì hãy tạm nhận nhượng vì lợi ích toàn cục, nhiều nhất cũng chỉ chịu chút đau đớn ngoài ra. Tạm nhận nhượng vì lợi ích toàn cục, cô bảo tôi dập đầu cầu xin đặng hạo tha thứ ư? Vậy còn gì là đàn ông nữa? Có còn là thằng đàn ông hay không? Lâm Húc Dương nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng sống vô lại, còn mạng mới có tư cách nói chuyện khác. Nếu không, cậu cho rằng, cậu nhất thời cậy mạnh rồi mất mạng thì là đàn ông mà. Người đàn ông chịu trách nhiệm mới là người đàn ông chân chính, mới là người đàn ông mà phụ nữ có thể dựa vào. Phương Thành Di nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Lời Phương Thanh Di nói khiến Lâm Húc Dương tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại rất buồn khổ. Khẽ nhớn mày, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt. Lâm Húc Dương nhìn không trước mắt vào trong mắt người phụ nữ này. Trong phòng lập tức im ắng, hai người đều nghiêm túc nhìn nhau như vậy. Bỗng nhiên, mặt Phương Thanh Di đỏ ửng đôi mắt nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương lúc trước, bắt đầu dao động, không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh nữa. Đừng nhúc nhích. Có lẽ là đối mặt nhìn nhau như vậy quá xấu hổ, Phương Thành Di muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Lâm Húc Dương khẽ quát bảo dừng lại. Nhất thời, Phương Thành Di lại nghe lời giữ nguyên tư thế, ánh mắt lại càng dao động nhiều hơn. Lúc này, Lâm Húc Dương lại đưa tay, như muốn vượt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Phương Thành Di đảo mắt nhìn quanh, có vẻ vô cùng căng thẳng. Lâm Húc Dương tiến lại gần hơn, ánh mắt chăm chú và bình tĩnh. Phương Thành Di nắm chặt bàn tay một lát thì buông ra, sau đó lại siết chặt như đang tỏ vẻ thấp thỏm trong lòng cô. Cậu, cậu muốn làm gì? Phương Thành Di khẩn trương hỏi một câu. Lúc này tay Lâm Húc Dương đã đưa lên mặt Phương Thanh Di nhưng chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó Lâm Húc Dương đưa một ngón tay ra trước mặt Phương Thanh Di cười nói. Cô xem cô đi, ăn uống cũng vụng về, dính cả hột ớt lên mặt. Cậu... Cậu... Mặt Phương Thanh Di bỗng đỏ ửng thậm chí cô còn kích động đứng dậy, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Húc Dương, sau đó mang theo một sự tức giận nói. Thôi bỏ đi, không quản cậu nữa. Nếu Đặng Hạo thật sự tìm cậu gây phiền phức, thì cậu bỏ ông ta tìm tôi. Có điều kiện gì thì nói với tôi. Phương Thanh Di nói xong mấy câu đó, thì đi về phòng mình. Này này, cô không ăn tối à? Tối nay tôi đã cố ý nấu cháo đó. Lâm Húc Dương vội vàng gọi. Tôi no rồi. Phương Thành Di bỏ lại câu đó rồi đóng cửa phòng lại. Lâm Húc Dương ngồi trên sofa nhìn khoai tây, mì lạnh còn lại một chút, khóe miệng nở nụ cười khổ. Thấy Phương Thanh Di có vẻ thích ăn khoai tây trộn mình làm, anh định làm thêm cho cô một ít rồi đưa sang. Đúng lúc chuông điện thoại reo. Lấy điện thoại ra, Lâm Húc Dương thấy là ông chủ vương vận chuyển xi măng gọi tới thì vội vàng nghe máy. Ông chủ vương, chào ông, có chuyện gì ư? Chào cậu, ngày mai có việc đấy vận chuyển 60 tấn xi măng cậu có rảnh không ông chủ vương vào thẳng vấn đề 60 tấn ư lâm mục dương lặp lại con số này rồi cao mày tay nắm chặt lại cảm giác cơ bắp vẫn hơi đau nhức cắn răng gật đầu nói được không có vấn đề mấy giờ vậy thì tốt vẫn 8 giờ thì tới cửa hàng tôi quy tắc như cũ ông chủ vương nói xong thì cúp máy lâm mục dương ném điện thoại lên sofa hít một hơi thật sâu sau khi vận động cơ ngực vài lần thì không còn nhíu mày. 40 tấn lúc trước đã gần như muốn nửa cái mạng anh, lần này còn thêm 20 tấn nữa, anh có trông đỡ được không? Hơn nữa, bây giờ cơ thể vẫn chưa hồi phục về trạng thái tốt nhất. Lâm Húc giường phiền não trong lòng, có điều vẫn quyết định sáng mai đi. Đã đồng ý với người khác thì không thể lỡ hẹn. Huống chi, bây giờ anh vẫn cần tiền. Nếu thật sự định buôn bán ven đường thì cũng cần có tiền vốn. Rõ ràng, 400 đồng mới kiếm được là không đủ. Gạt chuyện công việc sang một bên, Lâm Húc Dương lại vào bếp làm thêm một bát khoai tây trộn, cố ý thêm chút giấm như Phương Thanh Di yêu cầu rồi đưa vào phòng cô. Khẽ gõ cửa, chỉ chốc lát, Phương Thanh Di đã mang khuôn mặt lạnh lùng ra mở cửa. Tôi cũng không biết có phải cô đã ăn tối rồi mới về hay chưa, nhưng thấy cô thích ăn nên tôi đã làm thêm cho cô bát nữa, đã thêm giấm như cô yêu cầu. Nếu cô muốn ăn cháo thì để tôi múc cho cô. Lâm Húc Dương cười nói Phương Thành Di nhìn người đàn ông trước mắt Vẻ lạnh lùng trên mặt đã bớt đi rất nhiều Thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười mỉm Thấy vẻ mong đợi của Lâm Húc Dương Cô cầm bát rồi nếm thử Ừm Chính là mùi vị này Có điều cháo thì không cần đâu Bình thường tôi cũng không ăn tối À ha ha hiểu rồi hiểu rồi Phụ nữ mà phải giữ dáng Có điều tôi thấy dáng người cô đã rất đẹp Thật sự không cần cố gắng giảm cân nữa đâu Lâm Húc Dương cười hì hì nịnh nọt. Nhưng Phương Thanh Di nghe thấy câu này, không biết có phải nghĩ tới chuyện gì khác không? Lập tức trợn mắt nhìn lấm Húc Dương, dường như cảm thấy phản ứng của mình hơi quá. Một lát sau, ánh mắt cô dịu lại. Nhìn sang hướng khác rồi hỏi. Có phải ông chủ anh gọi tới phải không? Bảo ngày mai đi dỡ hàng à? Lâm Húc Dương sừng sốt, sau đó nói. Ừ, cô nghe thấy à? Lúc gọi điện thoại, lấm Húc Dương cũng không cố ý nói nhỏ. Phương Thành Di có thể nghe được, cũng không có gì kỳ lạ. Mới nghỉ một ngày lại đi khuôn vác tiếp ư, cơ thể cậu chịu nổi sao?" Phương Thành Di hỏi tiếp. "Có việc mà, đã đồng ý với ông chủ rồi, không chịu nổi cũng phải chịu, phải làm việc mới kiếm được tiền." Lâm húc Dương cười trả lời. "Vì kiếm tiền mà không muốn sống nữa, cơ thể tàn tạ rồi thì sau này cậu lấy gì để kiếm tiền hả?" Phương Thành Di quay đầu nhìn Lâm húc Dương với vẻ nghiêm túc. "Cơ thể của tôi, tôi hiểu rõ." bây giờ tôi liều mạng thì còn có thể kiếm được chút tiền nếu như đến lúc dù có liều mạng cũng không kiếm được tiền thì mới thảm lâm húc dương ra vẻ ung dung nói tùy cậu nhưng nếu như cậu bị người ta đưa vào bệnh viện thì cũng đừng có tìm tôi phương thanh di nói xong câu này rồi đi vào phòng nhưng mà cũng may lần này cô không đóng sầm cửa lại thấy phương thanh di đột nhiên trở mặt lâm húc dương cảm thấy không biết nên làm thế nào người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách tuy biết phương thành gì khẩu xa tâm phật nhưng lâm húc dương vẫn không hiểu được anh đã đắc tội với cô chỗ nào nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm lâm húc dương ăn xong bữa tối đơn giản do chính anh nấu rồi vào phòng dùng di động tìm kiếm những tư liệu liên quan đến việc mở quán nhỏ bán hàng xong để cơ bắp của mình thả lỏng rồi đi ngủ sớm sáng sớm thức dậy thấy trên bàn ăn đã có một tờ giấy ghi là trong nồi cò cơm mới biết người phụ nữ này đã rời đi rồi rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị xong mọi thứ lấm múc giường gọi xe đi đến cửa hàng của ông chủ vương lúc đến xe tải của ông chủ vương còn đang chất hàng ông chủ vương và hai công nhân đang đứng một bên cười nói nhìn kỹ lại hai công nhân này vẫn là hai ông bạn già làm cùng lần trước khóe miệng lấm mốc giường lộ ra một nụ cười tươi sở bao thuốc lá nguyễn vân đã chuẩn bị từ trước rồi bước tới chào ông chủ chào hai ông anh chào cậu nhóc nghỉ ngơi ổn hơn rồi chứ Hàng lần này nhiều hơn lần trước đó Ông chủ vương cười nói Đồng thời nhận lấy điều thuốc Lấm Húc Dương đưa cho Cũng tạm Chắc là vẫn chịu nổi Lấm Húc Dương cười trả lời Đồng thời lấy ra ba gói thuốc lá Nguyễn Vân Vẫn chưa mở ra Đưa cho mỗi người một gói Người anh em, cậu đây là Một ông anh hỏi Không có gì, lần trước vẫn chưa thích ứng kịp Còn phiền hai ông anh giúp đỡ Ông chủ cũng không trả tôi ít hơn đồng nào Cũng không thể cứ chiếm lợi không của hai ông anh được một gói thuốc lá coi như tấm lòng Lâm Húc Dương cười giải thích Làm gì có phiền phức gì chứ Đều làm công cùng nhau Không cần khách sáo như vậy Một công nhân định trả lại thuốc Hai người nhường qua nhường lại một lúc Cuối cùng vẫn ấm ở nhận lấy Phát thuốc lá xong Lâm Húc Dương cũng quen thân với hai công nhân Biết được một người họ chu Một người họ ngô Ông anh họ chu cao hơn một chút Phần lớn đều do anh ta vận chuyển xi măng trên xe tải Sau khi quen thân hơn với hai ông anh này rồi, Lâm Mốc Dương cũng học hỏi thêm được một số kỹ năng kinh nghiệm. Thấy lúc hai anh khuân hàng đều không thở dốc chút nào, có phải có bí quyết dùng sức gì không? Làm gì có bí quyết gì đâu, chỉ là mấy người chúng tôi là người chuyên làm mấy việc thể lực, làm thời gian dài, làm nhiều thì quen thôi. Nhiều lắm thì lúc dọn xi măng chú ý bước chân vững một chút, không nên gấp gáp, giữ vững nhịp thở và nhịp bước là được. Anh Ngô cười nói, Ừ, công việc dùng sức này Đúng là không có bí quyết gì Nhưng mà nếu như mệt quá Mọi người có thể nghỉ ngơi Còn có một việc là đừng đợi đến khi mệt Đến không chịu nổi mới nghỉ Làm vậy thì hồi phục lại rất chậm Cảm thấy gần không chịu nổi thì nên nghỉ ngơi trước Ông chủ vương cũng rất tốt Dễ nói chuyện Dù sao chỉ cần khuân hết đống xi măng về trong ngày là được Tốn thêm chút thời gian cũng không sao cả Đúng không ông chủ vương Anh chủ nhìn qua Thì là người biết ăn nói Lúc trả lời câu hỏi của Lâm Húc xương cũng không quên nịnh bảo ông Chu Vương một chút. Đúng đó, người không sao là được, chỉ cần xong việc là được. Chỉ cần trong ngày hôm đó không có chỗ nào khác cần hàng gấp thì cũng không vội. Ông Chu Vương cũng cười trả lời. Bốn người lại trò chuyện một lúc, xe đã lên hàng xong, mấy người bọn họ lại di chuyển đến công trường ở nông thôn. Hình như lần này đối sang chỗ khác, đường đi không sóc này như lần trước, nhưng mà tốc độ xe tải chở 60 tấn vẫn không nhanh hơn nghiêng qua nghiêng lại suốt cả đường gần đến giữa trưa mới đến nơi lúc này lấm hút giường đã hơi đói bụng nhưng mà có cần ăn chưa hay không thì còn phải xem ý ông chủ nữa vừa lúc cũng đúng giờ ăn tập thể của nhân viên trong công trường người tiếp đón bên chỗ thịt công gọi ông chu vương ngồi xuống ăn cùng đừng ăn nhiều quá nếu không chút nữa dỡ hàng dạ dày sẽ khó chịu trước khi ăn cơm anh ngô khẽ nhắc nhở lấm hút giường gật đầu thật ra cũng không cần anh cố ý ăn ít Cơm tập thể ở công trường cũng chẳng ngon lành gì. Anh chỉ ăn vài miếng cơm trắng thì không ăn nổi nữa. Nhìn sang anh Chu và anh Ngô, cũng chỉ ăn qua loa chút rồi bỏ đũa xuống. Chỉ có một mình anh Chu vừa ăn vừa nói dẫn với mấy công nhân xây dựng. Anh Chu nhìn lấm hút giường xa hiệu, ba người đứng dậy rời bàn sang một nơi khác hút thuốc nghỉ ngơi. Mười phút sau bắt đầu thay quần áo. Trước lúc ăn cơm, ông chủ vương đã dừng xe đúng vị trí, không cần phải phức thêm nữa. Làm chút công việc chuẩn bị, anh chủ bắt đầu leo lên nóc xe tải dỡ hàng, lại làm công việc khuân vác yêu cầu thể lực lần nữa. Khi túi xi măng đè lên người anh, Lâm Húc Dương hiểu rõ, có lẽ lần này anh không chịu được được lâu. Vừa mới bắt đầu chân đã nhũ ra, làm sao chịu nổi mấy chục lần khiêng nữa đây? Nhưng lần này Lâm Húc Dương nghe theo lời khuyên của hai ông anh, cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Lúc đầu tuy vất vả chút, nhưng đỡ xong 20 mươi tấn xi măng rồi vẫn còn chịu nổi. Lâm Húc Dương không muốn lần nào cũng phải phiền bọn họ giúp đỡ. Đếm thầm bản thân đã khiên được khoảng 20 bao rồi thì lập tức lấy thuốc là ra. Đây cũng là ý muốn nói cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Ông chủ vương ngồi ở trong lều nói chuyện với đốc công. Nhìn thấy Lâm Húc Dương đi qua bên này thì cũng không nói gì. Hút xong một điều thuốc khôi phục được chút thể lực trong thời gian ngắn. Anh chủ gào to một tiếng rồi lại tiếp tục dỡ hàng. 20 tấn tiếp theo Lâm Húc Dương gian nan hơn rất nhiều. Tuy đã chú ý điều chỉnh hơi thở, nhưng sau khi kiệt sức rồi, hơi thở và bước chân cũng bắt đầu rối loạn. Sau khi dỡ xong 20 tấn hàng tiếp theo, Lâm Mốc giường ngồi bè xuống đất, xua tay nói. Không được rồi, không được rồi, hãy ông anh hút điếu thuốc nghỉ ngơi chút đi. Lâm Mốc Dương móc điếu thuốc ra để ra hiệu. Anh đã mệt đến mức không muốn tận tay đưa thuốc cho hai người bọn họ rồi. Anh ngồi và anh trù nhìn lướt qua nhau, trong mắt có chút không vui, nhưng vẫn cười nhận lời điều thuốc của Lâm Mốc Dương châm cho. Có lẽ lúc trước Lâm Mốc Dương tặng thuốc lá đã có tác dụng, cho dù hai người có chút không vui nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Đốc công thấy đám Lâm Mốc Dương mới dọn được một lúc lại nghỉ ngơi, hình như có nói gì đó với ông chủ vương. Ông chủ vương nhìn về phía Lâm Húc Dương đã hơi cao mày. Hình như là vì lần này thời gian Lâm Húc Dương nghỉ ngơi hơi lâu một chút ông chủ vương đi tới không vui nói. Nhanh lên chút nào Đốc công còn có việc, anh ta muốn kiểm tra số lượng nhanh rồi còn đi. Xin lỗi ông chủ, chúng tôi lập tức bắt đầu. Lâm Mục Dương nhanh chóng cười rồi đứng dậy. Tuy bây giờ anh cảm thấy chỉ việc đứng dậy cũng đã tốn hết toàn bộ sức lực cơ thể rồi. 20 tấn tiếp theo, Lâm Mục Dương cũng không biết anh đã chịu đựng qua được thế nào. Cảm giác duy nhất là sau khi khiêng xong một bao cuối cùng, anh ngay cả sức nhấc một ngón tay cũng không có. Hình như là bởi vì tốn quá nhiều thời gian. Đốc Công cũng chẳng vui vẻ gì. Kiểm tra số lượng xong, ông chủ Vương phải cười làm lành mới chịu ký hóa đơn. Ông chủ Vương nhìn lâm Húc dương với vẻ không vui. Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Để ba người bọn họ nghỉ ngơi một lúc, rửa sạch cơ thể rồi mới lái xe trở về. Lúc về đến thành phố thì đã gần vào giờ tan tầm. Tuy ông chủ Vương đã thanh toán sáu đồng cho lâm Húc dương nhanh gọn, nhưng lúc đưa tiền lại nói thêm một câu: Cậu nhóc vẫn phải rèn luyện thêm nhiều. Chúng ta dỡ hàng, thời gian sớm hay muộn gì thì cũng không sao. Nhưng nếu như để cho đốc công hối thì hơi phiền. Nếu như người ta không vui, kiếm chuyện với chúng ta thì phiền phức lắm. Vâng vâng, ông chủ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Lâm Húc Dương nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ông chủ vương thấy Lâm Húc Dương vô cùng mệt mỏi thì xua tay nói. Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu có điều kiện thì ngấm nước ấm, cơ thể sẽ khỏe nhanh hơn. Vâng, Lâm Húc Dương trả lời rồi đi đến trạm xe buýt chỉ là lần này anh không muốn hẹn ngày làm việc trước với ông chủ vương nữa cảm giác cơ thể sắp dã rời lâm húc dương không biết lần sau phải khiêng bao nhiêu tấn anh cũng không thể cắn răng chịu đựng giữa hàng xong như hôm nay được có lẽ thấy lâm húc dương làm việc cũng không tốt như dự đoán ông chủ vương cũng không nhắc đến việc ra hoàng lần sau nữa lê bước chân mệt mỏi lâm húc dương đi đến trạm xe buýt cơ thể dựa vào trạm để thả lòng thể lực lúc lên xe thì khá may còn chỗ ngồi Lâm Úc Dương ngồi xuống rồi mơ màng ngủ tiếp đi Lúc Lâm mốc Dương tỉnh lại Là được tài xế xe buýt gọi dậy Cậu nhóc đến chậm cuối rồi Dậy đi Lâm múc Dương tỉnh dậy rồi nhìn khắp nơi với vẻ mờ mịt Sau đó không kìm được Lộ ra một nụ cười khổ Anh đi quá chạm rồi Ồ xin lỗi bác tài Còn có chuyến quay lại không Lâm múc Dương hỏi Hết giờ làm việc rồi Chuyến của tôi là chuyến cuối Nếu cậu muốn về ngược lại thì chỉ có kêu taxi Bác Tài hời hợt đáp, hình như đã gặp không ít người ngủ quên đi quá chạm. Sau khi Lâm Húc Dương xuống xe thì thở phào một hơi, ngủ một giấc trên xe nên tinh thần tỉnh táo hơn nhiều, cũng không đến mức không còn sức đi bộ. Nhìn đường phố vắng tanh ngày thứ năm, muốn gọi xe taxi ở đây cũng khó, lại nhìn sang trạm rừng, khu chung cư anh muốn đến cũng chỉ cách đây năm dãy phố, cũng không tính là quá xa. Lâm Húc Dương tính định tự mình đi về lâm húc dương cầm theo túi quần áo bẩn của mình đi bộ trên phố gió đêm xe lạnh làm cho đầu óc mơ màng của anh tỉnh táo hơn một chút như những tòa nhà trung cư đang sáng đèn ở xung quanh lâm húc dương phát hiện bây giờ anh lại đang nghĩ không biết là phương thanh di đã trở về chưa bây giờ anh nhếch nhác như vậy mà về chắc là lại bị người phụ nữ này châm chọc một phen nữa rồi đột nhiên lâm húc dương lại nghĩ nếu như đêm nay anh không về hoặc là về nhà thật trễ Người phụ nữ này có gọi điện thoại tìm anh không đây? Chắc là không đâu, Lâm Mục dường tự trả lời bản thân, anh cảm thấy tuy Phương Thành Di có chút hung dữ nhưng vẫn rất quan tâm người khác, nếu không cũng sẽ không tìm mang gián cho anh, sẽ không tặng ra cọ dâu cho anh. Sau khi biết anh phải làm công việc tốn thể lực, cũng sẽ không cố ý để lại đồ ăn sáng cho anh đúng không? Thật ra Lâm Mục Dương cũng rất buồn bực trong lòng, anh không biết vì sao Phương Thành Di cứ nhất định phải dùng cái vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ kia để ngụy trang bản thân nữa. Trong lúc suy nghĩ, anh đã đi được hai con phố. Người đi đường xung quanh cũng nhiều lên, nhưng vẫn có vẻ vắng lặng. Bên đường có rất nhiều quán bar, câu lạc bộ hoặc là cây tivi. Đèn chớp sáng lên, thường thường sẽ có chút tiếng nhạc ồn ào. Những chỗ đậu xe tạm thời có đủ loại xe cộ. Trong đó cũng có không ít mấy chiếc xe xe mấy chục, mấy trăm vạn. Tốp 5, tốp 3 nam nữ ra ra vào vào nơi này, các cô gái ăn mặc quần áo gợi cảm, dáng người quyến rũ đi tới đi lui, ngập trong sao hoa, cuộc sống ăn chơi chát táng, lâm húc Dương cũng rất ước ao. nhưng mà anh hiểu rất rõ trong lòng, bây giờ anh vẫn chưa xứng hưởng thụ sinh hoạt như thế này. nhìn mấy cô gái đẹp đứng ngoài quán bar thêm vài lần, lâm húc Dương thu hồi ánh mắt. có lẽ là bởi vì trong cuộc sống của anh có một người phụ nữ cực phẩm, cho nên những cô gái tầm thường này rất khó để lâm húc Dương chú ý đến. Đột nhiên, Lâm Húc Dương chú ý thấy cửa lớn của một quán bà cách đó không xa mở ra. Một cô gái che mặt hoàng sợ chạy ra. Hình như có chút chán nản chạy về phía trước. Lâm Húc Dương cao mày, suy đoán trong lòng không biết có phải là cô gái nữ này bị người trong quán bà bắt nạt hay không hay là gặp phải chuyện gì. Nhìn bóng lưng chạy đi của cô gái kia Lâm Húc Dương bỗng cảm thấy bóng lưng này có khá quen thuộc. Cô gái trước mặt chạy được một đoạn thì đã ngồi sồm xuống bên lề đường cô cúi đầu giống như đang khóc người xung quanh cũng thấy cảnh này nhưng không ai bước lên những người đến đây vui chơi cũng không muốn dính mấy chuyện bậy bạ lâm húc dương cũng không tính xen vào chuyện người khác nhưng lúc anh đi ngang qua cô gái ấy nhìn thấy gương mặt của cô gái lộ ra khi lau nước mắt anh thà chậm bước chân sau khi đi được vài bước anh lộ ra một nụ cười khổ được rồi lâm húc dương nhớ ra cô gái này là ai rồi tuy cô có trang điểm tỉ mỉ nên trông càng thêm trưởng thành xinh đẹp hơn nhưng Lấm húc dương cũng không khó để nhận ra được đây chính là cô gái có thần kinh thô nhìn thấy việc nghĩa mà hăng hái ở trên trạm xe buýt hình như tên là cung ấu hi Thi phải Lấm húc dương không ngờ lại gặp được cô ở đây còn trong tình huống xấu hổ như thế này nữa lâm húc dương vốn định làm như không nhìn thấy cô nhưng mà sau khi đi được vài bước thì lại phát hiện lòng anh thấy không yên tâm khẽ ngẩng đầu lên bĩu mồi rồi cối xuống xoay người đi đến trước mặt cung Âu Hy. Cung Âu Hy đang lau nước mắt, khóc như mưa rơi. Không ngờ trước mắt lại xuất hiện đôi chân của một người đàn ông. Cô nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh mắt hiện ra chút kinh ngạc. Sao lại là anh? Không ngờ đúng không? Tôi cũng đang muốn hỏi tại sao lại là cô đây? Lâm Húc Dương nhếch mép cười. Anh đến đây làm gì? Cung Âu Hy lau nước mắt, xoay mặt sang một bên, giống như không muốn để cho người đàn ông trước mặt nhìn thấy cảnh cô khóc. Tôi chỉ đi ngang qua đây, không ngờ nhìn thấy một cô gái khóc lóc chạy ra ngoài, còn ngồi sổ bên lề đường khóc, ảnh hưởng không được tốt lắm. Tôi vốn nghĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi. Cứ đi lướt qua, nhưng lại nhớ ra có người nào đó từng nói với tôi, làm người phải biết nhiệt tình giúp đỡ người khác một chút, nghĩ một chút thì thấy vẫn nên quan tâm thì tốt hơn. Cô đứng dậy nào, cô gái xinh đẹp như vậy, khóc đến mức lớp trang điểm tèm lem. Tôi thế này có muốn đi dọa người ta hay sao? Lâm Húc Dương làm bộ ung dung nói Đồng thời vươn tay ra Anh mới dọn người đó Tôi cũng không cần anh phải quan tâm tới tôi Cùng ấu hì nói như thế Nhưng vẫn nắm lấy tay Lâm Húc Dương đứng dậy ha Mấy người con gái các cô thật là Rõ ràng đã viết mấy chữ âm ức lên mặt rồi Cũng viết sẵn mấy chữ Muốn được ăn ủi lên mặt Nhưng lại cứ không chịu thừa nhận Lâm Húc Dương bị mua một cái Làm gì có Tôi... tôi chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi cùng ấu hy bĩu môi không chịu thừa nhận cũng không khóc nữa đúng đó buổi tối gió lớn thật đường phố không sạch sẽ cũng nhiều bụi thật chúng ta nên đi khiếu nại nhân viên dọn vệ sinh không dọn dẹp đường phố sạch sẽ làm cho mắt cô gái xinh đẹp của chúng ta bị bụi bay vào lấm húc giường trêu gạo nói phụt ngày lấm húc giường nói vậy cùng ấu hy bật cười vừa khóc vừa cười tối ngủ sẽ tẻ ra giường đấy lấm húc giường trêu gạo tiếp anh mới tẻ ra giường ấy cùng ấu hy đáp trả được rồi xem ra cô cũng không sao nữa rồi nếu cô không có chuyện gì phiền phức không cần tôi giúp đỡ vậy tôi đi trước đây lâm hút dương nói nè từ từ thấy lâm húc dương chuẩn bị đi cung ấu hy nhanh chóng gọi anh lại lâm húc dương nghe vậy thì ngừng bước nghiêng đầu nhìn cung ấu hy sao nào còn việc gì ư cung ấu hy do so dự một chút quay đầu lại nhìn quán bà mình mới chạy ra cứ định nói nhường lại thôi nè khoan đã đừng nói là cô định nhờ tôi vào cùng cô để giữ thể diện đó nha như vậy không thích hợp đâu lâm múc giường nhìn thấy vẻ mặt của cung ấu hy thì ngạc nhiên nói làm gì có anh nghĩ nhiều quá rồi cho dù bây giờ tôi muốn dẫn anh quay vào thì anh ăn mặc như vậy cũng không thích hợp mặt cung ấu hy đỏ lên phản bác vậy thì tốt rồi tuy tôi cảm thấy hình tượng của tôi cũng rất khá đi theo cô vào quán bar cũng không làm cô mất mặt nhưng ít nhất cô cũng phải cho tôi thời gian để tôi thay một bộ quần áo khác được không? Hơn nữa, cho dù tôi có vào, cũng không có cách nào ra vẻ giúp cô cả. Tôi không biết cái gì hết. Hiện tại, mệt đến nỗi người không còn sức, giúp cô đánh nhau cũng không đánh lại. Cho nên, tốt nhất, cô đừng bao giờ có cái suy nghĩ cầu huyết kia. Lâm Húc Dương nghiêm túc gật đầu. Phụt, anh thật thú vị. Cùng ấu hình không nhịn được bật cười. Nhìn đi, cô cười lên đẹp biết bao nhiêu. Rảnh rỗi thì cười nhiều một chút, khóc sống muốn chết. Cô cười lên xinh đẹp như thế Không biết sẽ mới chết bao nhiêu thanh niên nữa Thấy Cung ấu huy cười Lâm Húc Dương nhanh chóng nịnh nọt Nhưng mà hình như mấy lời nịnh nọt này Lại nịnh không đúng chỗ Cùng ấu huy nghe anh nói thế Thì sắc mặt tối đi một chút Ôi tôi nói sai gì rồi ư Hay là cô nghĩ đến chuyện bừa lòng gì đó Thấy vẻ mặt của cùng ấu huy Lâm Húc Dương lung túng nói Thôi không có việc gì Anh anh có thể đi cùng tôi một lúc không cùng ấu nhi nhìn lấm hút giường với vẻ chờ mong đi một lúc ư bây giờ cũng không còn sớm nữa cô là con gái thì nhanh chóng về nhà mới đúng lấm hút giường như có chút do dự vậy anh đưa tôi về nhà được không nhà tôi cũng không xa ở mấy con phố đằng trước thôi đi về nhà cùng tôi được không cùng ấu hi nhanh chóng nói được rồi vừa lúc chỗ tôi cũng ở mấy con phố đằng trước đi cùng thôi lấm hút giường gật đầu thế người đàn ông trước mặt đã đồng ý rồi Cùng Âu Hy lập tức cười tươi Lặng lặng đứng bên cạnh lâm hốc xương Bước đi từ từ trên phố Có lẽ hai người đi quá yên lặng Hoặc cũng có lẽ là do lâm hốc Dương phát hiện Cảm xúc của cô gái đi cạnh Vẫn không vui vẻ Anh thản nhiên nói Có một số việc đã trải qua Nếu như cảm thấy ấm ức thì nói ra sẽ tốt hơn Bây giờ có thời gian Cô cũng có thể kể lệ cho tôi nghe thử Lâm Húc Dương nhìn cùng Âu Hy đi bên cạnh mình Trong mắt anh Tuy cô gái trẻ này khá xinh đẹp nhưng lại giống một cô em gái hơn Ừ Cùng ấu hỉ đáp Nhưng lại không nói tiếp nữa Sắp đi hết một dãy phố rồi Cô gái này mới bình tĩnh mở miệng nói Hôm nay tôi vốn đi tham gia một bữa tiệc cùng bạn bè Ồ Lâm Húc Dương lên tiếng Tỏ vẻ anh đang nghe Trong đó có một bạn nam Tôi có chút cảm tình với cậu ấy Hoặc nói là có chút thích Cho nên khi bọn họ mời tôi đi dự tiệc Tôi cũng rất vui vẻ Còn cố ý trang điểm nữa chỉ là tôi cũng không ngờ rằng bữa tiệc lần này là kế hoạch của một cô gái khác mời tôi đến là vì muốn dạo ai với tôi cậu trai kia là bạn trai của cô ta bọn họ nhục mạ tôi ở trước mặt nhiều người cùng ở huy nói những lời này thì có chút nức nở chỉ chuyện này thôi sau đó thì cô đau lòng chạy ra ngoài còn ngồi xuống bên đường khóc nữa à lấm húc dương như có hơi ngạc nhiên hỏi ừ có phải tôi rất mất mặt không cung ấu hi ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương Ừ, nếu để tôi nói Thì đúng là mất mặt thật đó Lâm Húc Dương gật đầu Nghe Lâm Húc Dương nói Khóe miệng Cùng ấu hi lại mếu máu Chuẩn bị khóc lên Nhưng mà cô có nghĩ đến Vì sao cô không trở ngược lại ngay lúc đó không Bọn họ nhục mạ cô ư Vậy vì sao cô không chọc tức lại bọn họ Bạn nam ấy chỉ là một thằng nhóc con thôi Với điều kiện của cô Muốn tìm một người bạn trai thì dễ dàng biết bao nhiêu cô hoàn toàn có thể chọn lựa tùy ý mà nghe cô kể thì cái cô gái lừa gạt cô cũng là một cô gái có tâm cơ chỉ cần con trai trưởng thành thì sẽ nhìn thấy rõ kết quả cuối cùng cũng chỉ bị đàn ông chơi đùa mà thôi cô nghĩ lại đi chuyện này có gì đáng để đau lòng để tức giận chứ thấy cung ấu ghi sắp khóc lâm húc dương lập tức nhanh chóng nói thêm hơn nữa cô còn xinh đẹp thế này nếu tôi trở lại vài tuổi chắc chắn tôi sẽ là một thành viên trong đội quân bảo vệ cô cho nên Cô cũng không cần thiết vì một cái cây lệch tán mà bỏ toàn bộ khu rừng, đúng không? Mấy cô gái trẻ các cô đúng là quá đa sầu đa cảm. Nếu như là tôi, dùng chút tâm cơ, mấy thằng con trai ai mà chả có bạn đúng không? Trầm ngòi ly gián một chút, lấy nhà sắc của cô chắc chắn thuộc cấp hồng nhan họa thủy. Làm chuyện này vô cùng đơn giản, khiến bọn họ chia tay, có thể báo thủ lớn rồi. Lấm Húc Dương an ủi nói. Hả? Anh vừa ăn ủi tôi vừa bày mưu tính kế cho tôi à? Nói tôi là cô gái trẻ, làm như anh già lắm rồi đấy. Cùng ấu hi cười nói. Đừng nói, tôi là người sắp 30 rồi. Quả thật đã già không có sức sống và tinh thần như mấy người trẻ các cô đâu. Tôi mới đi vận chuyển một ngày, mệt tới mức đau lưng mỏi eo. Chỉ muốn về nhà nằm ngủ. Lâm Húc Dương có chút nghiêm túc. Ông chú, anh sắp 30 rồi ư? Công việc của anh là vận chuyển à? Cùng ấu hi hỏi. Đúng đó, cô nhìn tôi ăn mặc lôi thôi lếch thích thế này, cũng đâu giống người làm mấy công việc có mặt mũi đâu Lấm Húc Dương gật đầu Công việc cũng không có chia ra đắt rẻ sang hèn Chỉ nhìn tinh thần trách nhiệm Hơn nữa tôi cũng đâu có chê anh Cùng ấu hì nghiêm túc nói À được rồi Cô không chê tôi Lấm Húc Dương nghe vậy thì trợn trừng mắt Hơn nữa hình như tôi quên nói Tôi tham gia tiệc của bạn học cũ Tôi đã 22 Tôi có công việc không phải là cô gái trẻ nữa Mặt cùng ấu hì vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Được rồi, được rồi. Chỉ là bề ngoài của cô còn trẻ. Tôi nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn công việc của cô sẽ rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn không cần giao tiếp với quá nhiều người. Lâm Húc Dương nhún vai. Sao anh biết? Cùng ấu y hỏi. Rất đơn giản là sau khi sinh viên tốt nghiệp ra ngoài xã hội đều sẽ có một quá trình trưởng thành. Nếu thường xuyên giao tiếp với người khác sẽ học được cách giao tiếp. Tâm tư cũng sẽ phức tạp. Cô nhìn cô đi. Chính là ngực Khổ, chính là bộ dạng tùy tiện thiếu mất sợi dây thần kinh, không có chút tâm tư nào. Lâm Húc Dương vốn định nói, cùng ấu hy ngực to không não, nhưng mà hình như nói ra thì không phù hợp lắm. Hồn chi, cùng ấu hy thật sự không thể nào có liên quan đến hai chữ ngực to được. Tôi biết, tôi chỉ cảm thấy làm người không cần nghĩ quá phức tạp, như vậy cuộc sống sẽ quá mệt mỏi, ngày nào cũng định nọt lừa gạt, mệt muốn chết. Cùng ấu hy giải thích. Tôi biết, làm như vậy đúng là một việc rất tốt. Nhưng ở một xã hội tàn khốc, nếu tâm tư của cô quá đơn giản, dễ dàng để người khác đoán được, vậy thì cô sẽ rất thiệt thòi. Lâm Húc Dương khuyên bảo. Tôi biết, nhưng mà thiệt thòi cũng là phúc. Cùng ấu hy nói xong câu này thì đột nhiên dừng lại. Sao thế? Lâm Húc Dương hỏi. Nhà của tôi ở bên kia. Cùng ấu hy chỉ một tiểu khu hạng sang cách đó không xa. Nhìn sơ thì giá nhà chỗ này cũng không rẻ. Hử, sau đó thì sao? Cô phải về đúng không? Lâm Húc Dương cười nói. Ừ, anh, cái đó. Cùng ấu hy đột nhiên có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Lâm Húc Dương. Đừng nói là cô định mời tôi vào nhà cô ngồi chơi đâu nhé. Lâm Húc Dương bỗng ngạc nhiên hỏi. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.